Chương 1250, Ưng Tông. Vì mọi việc hiện tại đã được giải quyết nên Lâm Động về thì lần này khá lâu. 8 năm nay phần lớn thời gian hắn lăn lộn bên ngoài, giờ cả nhà mới được đoàn tụ, đương nhiên hắn muốn dành thời gian cho người thân. Hắn biết rõ tuy cục diện hiện tại có vẻ yên bình, nhưng đằng sau đó là những âm mưu đen tối, hàng ngàn vạn dị ma đang tiềm phục dần hiện thân, chả ai dám sau đó chúng sẽ làm gì. Nhưng mà mơ hồ Lâm Động thấy bất an, có lẽ sự yên bình tạm thời là dấu hiệu trước một cơn bão lớn. Chỉ vì cảm giác bất an đó mà không khí quây quần với người nhà làm Lâm Động càng thêm lưu luyến. Nhưng mà điều khiến Lâm Động thấy lạ là Lăng Thanh Trúc không nhắc tới việc về Cửu Thiên Thái Thanh Cung nữa. Thấy Liễu Nghiền thích nắng như vậy, ngày nào cũng nói chuyện vui vẻ bên, hắn cũng không dám nói gì, họ thích thì cứ mặc họ. Mấy ngày bình yên trôi qua, Lâm Động đột nhiên được Lâm Tiêu gọi. Bảo con đi Đại Hoang Quận, đi làm gì ạ? Lâm Động nghe yêu cầu của Lâm Tiêu thì khựng người nghi hoặc hỏi. Đại Hoang Quận không còn như trước, Lâm Tiêu nói. Khác trước, Lâm Động khựng người, Đại Hoang Quận là nơi lịch luyện đầu tiên sau Viêm Thành từ khi hắn rời khỏi Thanh Dương Trấn. Năm ấy khá hỗn loạn, thế lực các phương tụ tập, đương nhiên ở đó còn có Đại Hoang Bi, tông phái viên cổ ẩn tàng trong đó. Lâm Động có được thuần vệ tổ phù từ nơi đó. Lần này hắn tới hỏa Đại Hoàng Quận là muốn lại vào Đại Hoàng Bi. Mọi cơ ngộ của hắn bắt đầu từ đó, tính ra cũng là nhận được đại ân tình từ tông phái ấy, Niết Bàn Đan. Nhưng cuối cùng vẫn là vì thủ hộ giả ấy giúp hắn tịnh hóa sức mạnh của Lời Nguyên. Vương triều Đại Viêm bây giờ tính ra có hai thế lực lớn, tứ đại tông tộc hồi trước ngoài Lâm Thị chúng ta ra, những tông tộc khác căn bản đã biến mất. Lâm Tiêu gật đầu. Hai thế lực, một là Lâm Thị chúng ta, một là Ưng tộc của Đại Hoang Quận. Lần này Vương triều Đại Viêm bị rất nhiều vương triều vây công, biên giới phía bắc cơ bản là do Ưng tông chống giúp. Ưng tông? Lâm Động ngạc nhiên, thế lực này từ đâu ra mọc hồi nào vậy? Tiền thân của Ưng tông chỉ là một võ quán Đại Hoang Quận, nhưng 5 năm trước Ưng võ quán đột nhiên quật khởi, chỉ trong một năm thống nhất Đại Hoang Quận. Hơn nữa theo ta được biết, thế lực họ còn lan rộng không ít vương triều xung quanh, khá kinh người, Lâm Tiêu nói. Ưng võ quán, nghe cái tên quen thuộc ấy, Lâm Động chớp mắt rồi ánh mắt đầy kinh ngạc. Cuộc đời thật kỳ lạ, không ngờ võ quán nhỏ bé hồi xưa còn cần án bảo vệ mà mấy năm nay có thành tựu kinh người như thế. Sao tự nhiên họ mạnh như vậy? Lâm Động tò mò hỏi. Hắn vẫn nhớ rõ Ưng võ quán hồi đó rất nhỏ yếu ở Đại Hoang Quận, sao có thực lực thống nhất Đại Hoang Quận? Nghe nói họ có được truyền thừa tông phái bên trong Đại Hoang Bi, tổng bộ Ưng tông hiện nay tại xung quanh Đại Hoang Bi để bảo vệ nó. Lâm Tiêu cười. Tông chủ Ưng tông hiện nay có lẽ là nữ tử có tên Khương Tuyết. Khương Tuyết, Lâm Động thẳng thốt, trong đầu hiện ra ký ức xa xưa. Trong căn phòng sách mờ ảo, người nữ tử để lộ thân hình trắng nõn trước mặt hắn. Người nữ tử kiên cường năm đó vì muốn võ quán được bảo vệ mà cam tâm tình nguyện dùng thân cầu xin hắn. Không ngờ nữ tử ấy bây giờ đã là tông chủ Ưng tông, nhất thống Đại Hoàng Quận. Sự thay đổi này thật là kỳ diệu. Rõ ràng sau khi hắn rời khỏi Đại Hoang Quận, ở đó xảy ra một số chuyện. Bảo con tới là vì Ưng tông, Lâm Động hỏi. Lâm Tiêu gật đầu nhíu mày nói. Chuyện của Đại Hoàng Bi chắc còn biết một chút, nghe nói gần đây có vấn đề không nhỏ. Ưng tông không giải quyết nên cầu viện Lâm Thị chúng ta, còn xem nếu có thời gian thì đi một chuyến. Đại Hoàng Bi có vấn đề, Lâm Động cho mày gật đầu không chút do dự. Tổng phái viễn cổ bên trong Đại Hoàng Bi tính ra có tự ân tình với hắn, thôn phệ tổ phù cũng có từ đó. Năm ấy có được Đại Hoàng từ thiên chỉ, cũng không biết nó giúp hắn vượt qua bao nhiêu cửa ải khó khăn. Giờ họ gặp khó khăn, đương nhiên hắn phải toàn lực tương trợ. Mau đi đi, Lâm Động gật đầu. Giờ Lâm Động không còn là thiếu liên cần phải ngày quản 6 năm xưa nữa. Thực lực hắn hiện nay đừng nói vương triều Đại Viêm, ngay cả trời đất rộng lớn này cũng không có nhiều người ngăn cản được hắn. Lâm Động cười, không chần chừ nữa. Nhưng lần này hắn chỉ đi một mình. Tuy vương triều Đại Viêm rộng lớn, nhưng với tốc độ của hắn chỉ mất nửa giờ là vào phạm vi địa vực Đại Hoàng Quận. Lâm Động đứng trên trời nhìn xuống, ánh mắt đầy vẻ hoài niệm. Năm đó hắn bước ra từ vương triều Đại Viêm, xuyên qua nhiều quận, cuối cùng mới tới Đại Hoàng Quận này. Đây cũng coi như là nơi đầu tiên hắn rèn luyện. Hắn xác định rõ phương hướng, đi thẳng hướng trung tâm Đại Hoàng Quận.
Càng tới gần, hắn càng ngạc nhiên khi thấy không ít tòa thành có những lá cờ lớn tung bay, trên đó là hình con chim ưng xải cánh, ánh mắt sắc bén khiến người ta kính sợ. Đây có lẽ là cờ của Ưng Tông. Chỉ không ngờ Ưng Tông lại quản lý rộng như vậy. Tính ra có khi Ưng Tông mới là người nắm giữ Đại Hoàng Quận, sức mạnh của hoàng thất ở đây không còn nữa. Trong khi suy nghĩ, Lâm Động đã tiến về vài ngàn trượng. Hắn ngẩng đầu thì thấy phía trước một tòa thành khổng lồ đứng ở giữa bình nguyên. Phía trên tòa thành có thể thấy vô số thân ảnh bay qua. Cảnh quân hoa này không hề thua kém đế đô. Lâm Động nhìn xa xa chỉ thấy trung tâm tòa thành là một cái tấm thạch bi khổng lồ. Thấy tấm thạch bi quen thuộc đó, ánh mắt hắn có phần phức tạp. Đại Hoàng Tù Thiên Chỉ. Lâm Động khẽ cười, võ học này hồi đó là tuyệt chiêu mạnh nhất của hắn. Không biết giúp hắn bao lần vượt qua kiếp nạn cũng là nhờ được nó. Lấy ra từ Đại Hoang Bi. Lâm Động biến thành lưu quang bay tới chân trời, mấy giây sau xuất hiện trước thạch bi. Hắn chắp tay sau lưng, đứng nhìn thạch bi, ánh mắt càng thêm hoài niệm. Nhưng dường như thạch bi đã trở thành thánh vật của Ưng Tông, người thường căn bản không thể lại gần. Xung quanh được phòng vệ rất nghiêm ngặt, ban đầu họ không hề phát hiện Lâm Động. Nhưng sau khi thấy hắn đứng ngẩn ngơ trước thạch bi mới sực tỉnh. Tiếng cảnh báo vang lên, vô số thân ảnh từ tứ phương tám hướng đổ về bao vây lấy Lâm Động. Khi Lâm Động xuất hiện phía trước Đại Hoàng Bi, trên một cao lầu trong thành có một nữ tử mặc chiếc váy dài màu vàng nhạt, nàng dung nhan tú lệ, có điều giữa hàng lông mày là sự uy nghiêm của địa vị. Nàng có phần thất thần nhìn về phía xa. Cụ, một tiếng hắng giọng vang lên phía sau. Nữ tử ấy quay lại chỉ thấy một trung niên nam tử tóc hoa râm đứng đó mỉm cười. Cha, nàng chào. Trung niên nam tử tiến lại nhìn về tòa thành hùng vĩ thở dài. Tuyết Nhi thật có bản lĩnh, 90 năm khiến cho võ quán nhỏ bé chúng ta thống trị Đại Hoàng Quận chỉ là hưởng phúc tiên nhân thôi. Nữ tử khẽ lắc đầu. Trung niên nam tử có chút đau lòng nhìn nàng rồi cười khổ. Nhưng nhà đầu con cũng không nhỏ nữa đâu, tới lúc nào mới lo chuyện của mình. Vương triều Đại Viêm rất nhiều tuấn kiệt ái mộ con như vậy, chẳng lẽ không ngắm chúng được ai? Nữ tử này chính là Khương Tuyết của Ưng Võ Quán, trung niên nam tử chính là phụ thân nàng Khương Lôi. Khương Tuyết khẽ nhấp một ngụm trà cười. Không vội ạ. Không vội. Ta thấy sợ là con có lời hướng về rồi đúng không? Khương Lôi cười khổ, tay cầm chén trà của Khương Tuyết hơi run, ngừng lên rồi cười. Cha nói gì thế? Con tưởng cha không biết đêm đó con tới phòng Lâm Động làm gì sao? Khương Lôi thở dài. Đôi má Khương Tuyết đỏ ửng, nàng nhìn Khương Lôi nhất thời mất đi sự lành lợi. Cha, sao? Sao cha biết? Khương Lôi nhìn vẻ ngượng ngùng hiếm thấy của con gái cười khổ. Chắc con cũng nghe đến mấy cái chuyện cách đây không lâu. Lâm Động xuất hiện ở đế đô, sợ hắn không còn là thiếu niên cần chúng ta đưa khỏi rừng mê vụ nữa rồi. Khương Tuyết cắn môi gã cười. Chàng có được thành tựu như vậy còn không thế lạ. Vốn dĩ chàng nên là chú chim ưng xải cánh trên trời, e rằng chàng đã quên con. Nhưng có sao đâu, con nhớ là được. Nhà đầu ngốc này. Khương Lôi chỉ đã lắc đầu bất lực. Tu tu. Khi hai người nói chuyện, đột nhiên bầu trời trong tòa thành có tiếng báo động. Sắc mặt hai người biến đổi, rồi có người tới báo: Tông chủ, có người xâm nhập cấm địa, nay đang ở trước Đại Hoang Bi. Khương Tuyết nghe như vậy, sắc mặt lập tức lạnh tanh bay về phía Đại Hoang Bi vô hô vàng. Đệ tử Ưng Tông nghe lệnh, phong tỏa toàn thành, khởi động trận pháp. Ở trung tâm thành, bầu trời biển người lấp kín, vô số ánh mắt sắc lạnh quá chặt lấy thân ảnh gầy gò kia, dường như chỉ cần có lệnh sẽ ra tay nghiền nát hắn thành cám. Thế nhưng thân ảnh đó không hề động đậy, hai tay chắp sau lưng lặng lẽ nhìn về phía thạch bi. Bút, tông chủ. Từ phía xa tiếng sói gió, thân ảnh kiểu diễm xuất hiện, mọi người cung kính chào. Khương Tuyết vẻ mặt lạnh lùng, khoát tay ra nhìn thân ảnh kia nhíu mày. Không biết các hạ là ai, tại sao xâm nhập cấm địa của Ưng Tông ta? Nghe giọng của nàng, thân ảnh kia dường hơi run, rồi hắn chậm chậm quay người lại nhìn Khương Tuyết cười hiền. Khương Tuyết cô nương, lâu rồi không gặp, nàng còn khỏe chứ? Khương Tuyết lập tức cứng đờ, nhìn gương mặt quen thuộc kia. Đệ tử Ưng Tông kinh ngạc thấy tông chủ trước này rất uy nghiêm, lạnh lùng, lay lạnh, có chút ngẩn ngơ. Chương 1251, cố nhân. Ngươi là Lâm Động. Khương Tuyết cũng sững người nhìn gương mặt tươi cười kia, bàn tay không khỏi siết lại.
giọng nói run run, khó khăn thốt ra khỏi miệng. Lâm Động. Nàng không nói lớn, nhưng một số đệ tử Ứng Tông quanh đó cũng nghe thấy. Cơ thể chấn động, ánh mắt kinh hãi nhìn người thanh niên trước mặt. Cái tên này ở Vương Triều Đại Viêm ai cũng biết. Người kia chính là Lâm Động, tiêu diệt siêu cấp tông phái Đông Huyền Vực trong truyền thuyết sao? Lâm Động thấy vẻ mặt của Khương Tuyết thì khẽ gật đầu cười. Ánh mắt hắn nhìn nàng có phần đặc biệt. Nhiều năm trước Khương Tuyết chỉ là một nữ tử kiên cường muốn bảo vệ Ưng Võ Quán, nhưng nay không ngờ nàng trở thành tông chủ Ưng Tông. Xem ra không chỉ mình hắn có cái gọi là cơ ngộ. Cuối cùng Khương Tuyết sực tỉnh, khẽ khoát tay cho người Ưng Tông lùi xuống. Nàng khẽ bước tới gần Lâm Động. Không ngờ gặp lại được ngươi. Lâm Động nhìn nàng, ánh mắt phức tạp của nàng khiến hắn thấy khó hiểu, nhưng vẫn cười. Ta cũng không ngờ mấy năm không gặp mà Ưng Võ Quán trở thành Ưng Tông uy danh hiển hách ở Vương Triều Đại Viêm, đúng là lợi hại. Chút thành tựu này có lẽ không đáng gì so với người. Khương Tuyết nói, tuy Ưng Tông phát triển không bừa, nhưng so với các siêu cấp tông phái thì khoảng cách quá xa. Này, các siêu cấp tông phái mạnh nhất Đông Huyền Vực đều là bị Lâm Động tiêu diệt, thực lực như vậy một Ưng Tông nhỏ bé sao sánh kịp. Lâm Động nghe ứng ngữ khí u oán của Khương Tuyết chỉ cười khan, không biết tiếp lời thế nào. À, Lâm Động, thật là ngươi sao? Phía sau bỗng có tiếng cười lớn. Một trung niên nam tử tóc hoa râm bay tới, nhìn Lâm Động với vẻ mặt đầy mừng rỡ. À, Khương Lôi đại thúc. Lâm Động nhìn gương mặt thân quen đó của trung niên nam tử, cung tay cười lớn. Khương Lôi vẻ mặt đầy hỉ sắc nhìn Lâm Động, ánh mắt thậm chí có phần kích động. Lâm Động hiện giờ là nhân vật truyền kỳ của Đông Huyền Vực, vô số người muốn giao tình với hắn. Ai ngờ được nhân vật truyền kỳ nhiều năm trước còn đại diện cho Ưng Võ Quán bọn họ xuất chiến. Với thân phận ngươi hiện nay, chắc sớm quên bọn ta rồi đúng không? Khương Tuyết thấy Lâm Động nói chuyện với vui vẻ. Khương Lôi thậm chí không thèm nhìn mình, nàng cắn môi với vẻ đầy oán niệm. Khương Lôi bất lực nhìn Khương Tuyết. Theo điều này, mấy năm nay chủ trì đại sự của Ưng Tông đều không sai sót, nhưng sao lúc này khác như vậy? Khương Tuyết cô nương đừng trêu ta. Năm đó không phải mọi người đưa ta ra khỏi rừng mê vụ, chưa biết chừng ta đã thức ăn cho sói. Lâm Động cười khổ, hắn không biết oán khí của Khương Tuyết từ đâu tới, lẽ nào là vì đêm đó. Nghĩ thấy ánh mắt hắn quét qua người Khương Tuyết, không khỏi lộ ra sự bối rối. Chắc hẳn bất cứ nữ tử nào chủ động hiến thân mà bị cự tuyệt đều chút oán hận. Ánh mắt Lâm Động chỉ lướt qua một cái, nhưng Khương Tuyết không còn là cô gái cầu xin hắn nữa. Ánh mắt tinh tưởng lập tức nhận ra má đỏ ửng, nhìn Lâm Động với vẻ ngượng ngùng vừa giận dữ. Cụ, lần này ta tới là vì cha ta nhận được tin cầu viện từ mọi người nên phái tài tới xem rốt cuộc có vấn đề gì. Lâm Động thu ánh mắt lại, có chút nghi hoặc nói. Ngoài ra Đại Hoàng Baby và mọi người cũng có quan hệ gì sao? Khương Lôi gật đầu cười. Sau khi ngươi đi thì Tuyết Nhi cũng bảo Đại Hoàng Baby và được Bi Linh chấp nhận, có được truyền thừa của tông phái viễn cổ, vì thế bọn ta dựng lên Ưng Tông bảo vệ Đại Hoàng Baby. Lâm Động không khỏi ngạc nhiên nhìn Khương Tuyết. Bi Linh của Đại Hoàng Baby hắn từng tiếp xúc, nhưng hắn chỉ được Đại Hoàng Tử Thiên Chỉ, còn truyền thừa tông phái chưa từng nghe qua. Không ngờ Khương Tuyết lợi hại như vậy. Nói ta nghe vấn đề Đại Hoàng Bi đi. Lâm Động chỉ Đại Hoàng Bi nói. Đó thế chính sự Khương Tuyết nhíu mày. Đại Hoàng Bi hiện giờ khác với trước đây, người còn nhớ người bảo vệ trong đó không? Lâm Động gật đầu. Năm đó hắn bị người bảo vệ truy sát, nhưng rồi vì chuyện niết bản đàn mà thành người một nhà. Chắc người cũng biết Đại Hoàng Tông ở thời viễn cổ từng bị dị ma công chiếm, ở đây xảy ra đại chiến kinh thiên, cuối cùng tông phái bị diệt, dị ma tổn thất không nhỏ, cũng khiến cho sâu dưới có ma khí tồn tại, mà những năm nay đám ma khí đó dần thẩm thấu ra. Quả nhiên là vì ma khí. Lâm Động khẽ thở dài. Lúc đến hắn cũng phát giác ra điều gì đó, nhưng không ngờ đối thủ cũ này hắn cũng nghĩ ra chuyện xảy ra ở Đại Hoang Bi năm đó, giống như là Lôi Phủ bị dị ma công chiếm. Trong Đại Hoang Bi có rất nhiều ý chí các tiền bối Đại Hoang Tông, mấy năm nay người bảo vệ bắt đầu hấp thụ ý chí này, cũng có vài phần thay đổi. Ban đầu thay đổi rất tốt, nhưng sau khi ma khí xâm tràn, người bảo vệ dần bị xâm thực. Ý chí kiên cường dù bị ma khí xâm thực nhưng rất là không quyết, không để cho tổn thương bất cứ thứ gì của Đại Hoàng Tông, chỉ là ngày nào cũng có tiếng kêu thảm thiết. Nói tới đây Khương Tuyết thở dài. Sắc mặt Lâm Động tối lại cũng kính phục người bảo vệ của Đại Hoàng Tông. Người đó chết, tông phái tiêu vong, nhưng vẫn vĩnh viễn bảo vệ tông phái. Sự cố chấp đó khiến cho Lâm Động hắn cũng là phải kính phục. Không ngờ lại bị dị ma hại thành ra như vậy. Ma khí trong Đại Hoang Bi không biết vì sao càng ngày càng nồng nặc, mấy năm nay thẩm thấu ra ngoài Đại Hoang Bi.
Khương Tuyết nói, ánh mắt đâm động ngưng động. Nếu mà khí ra khỏi đại hoàng bị, e là sinh linh của cả đại hoàng quận sẽ bị diệt. Bọn ta dùng nhiều cách nhưng không thể phong tỏa ma khí. Sau đó đúng lúc ma khí sắp xông ra thì một chuyện xảy ra. Nói tới đây sắc mặt Khương Tuyết cùng Khương Nôi phức tạp. Chuyện gì? Lâm Đông hỏi. Số ma khí đó bị nhân nhân hóa giải. Khương Tuyết nói. Nhân nhân. Lâm Đông khựng người, trong đầu lập tức hiện ra cô gái nhỏ với đôi mắt to đáng yêu. Cô bé đó hóa giải được ma khí. Tình hình cụ thể bọn ta không rõ, nhưng hóa giải được phiền phức thì đương nhiên tốt. Sau đó bọn ta đưa nhân nhân vào trong đại hoang mi. Nói cũng lạ, có nó tọa trấn trong đại hoang mi, ma khí dần dần bị tiêu trừ, chứ có điều rất nhanh lại trào ra. Như thế bọn họ lại hình thành thế giằng co mãi tới giờ. Ánh mắt Lâm Động đầy kinh ngạc. Hắn hiểu rõ mức độ khó nhằn của ma khí. Nhân nhân chỉ là cô gái nhỏ không hề tu luyện, sao khắc chế được ma khí? Xem ra trong đại hoang mi có thứ gì đó đang hoành hành. Lâm Động cười. Hắn giao lưu dị ma rất nhiều lần, tình hình này hắn nhìn đã biết, có lẽ trong đại hoang bì ẩn chứa thứ gì đó. Khương Tuyết gật đầu, nàng mơ hồ cảm nhận được nhưng không rõ ràng. Khai khởi đại hoang bì đi, vào xem đã biết, Lâm Động nói. Có hắn ở đây, rõ ràng là mọi người cũng yên tâm hơn. Cũng không nói rõ, vẫy tay một cái trên đại hoang bì lập tức phát ra ánh sáng bọc lấy họ. Tới khi ánh sáng tan biến thì hai người biến mất. Lâm Động mở mắt, cảnh tượng trước mắt đã thay đổi. Vẫn là không gian hoang lương đó, vẫn còn là vô số đống phế tích cho thấy sự phồn hoa ngày xưa. Lâm Động quét mắt, thấy những cái tia ma khí không ngừng ngoi từ dưới lòng đất lên gào. Khi hắn quan sát, phía xa bỗng có tiếng gầm thét mang đầy sự đau đớn phẫn nộ. Là người bảo vệ, Lâm Động cho mày vẫy tay cùng với Khương Tuyết bay về hướng ấy. Mấy phút sau chỉ thấy trên những ngọn núi cao, một hắc ảnh đang quỳ ngửa lên trời gầm thét, ma khí lồng lặc không ngừng lan tỏa ra khỏi cơ thể. Trên một tảng đá lớn phía sau, một cô gái nhỏ mặc váy vàng đang ngồi. Cô bé lắc lư đôi chân nhỏ, ánh sáng phát ra từ cơ thể bọc lấy hắc ảnh không ngừng tiêu trừ ma khí. Nhân nhân, Khương Tuyết nhìn cô bé đó vẫy vẫy. Tì tì, cô gái nhỏ vui mừng nhảy lên phía sau Khương Tuyết. Khương Tuyết đón lấy, mỉm cười nhìn về phía sau. Muội xem, đây là ai? Cô bé nhìn suy nghĩ một chút mừng rỡ kêu, đại ca ca. Lâm Động nghe giọng nói non nớt năm xưa, rồi nhìn nhân nhân vẫn là giữ hình thái hồi đó, lòng thấy hoài nghi nhưng vẫn mỉm cười. Cô gái nhỏ chạy tới, đôi mắt đen lấy đầy vẻ mừng rỡ. Lúc này, một cọng gió nhẹ thổi bay mái tóc của cô. Lâm Động nhìn thấy một đạo phù ấn kỳ lạ. Khó thấy, cơ thể hắn bỗng run lên. Luân hồi ấn. Nhân nhân cũng là luân hồi giả sao? Chương 1252, yêu ma. Lâm Động chấn động khi nhìn thấy luân hồi ấn trên cổ của Khương Nhân Nhân. Ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ được một cô gái nhỏ hắn quen nhiều năm trước lại là một cái luân hồi giả. Sao thế? Khương Tuyết nhận thấy ánh mắt Lâm Động liền hỏi. Lâm Động đưa tay khẽ xoa đầu Nhân Nhân. Cô bé cười ngây thơ, hiển nhiên là cô bé có ấn tượng rất sâu sắc với Lâm Động. Nhiều năm như vậy vẫn là nhận ra. Bao năm cô bé vẫn thế à? Lâm Động hỏi. Hắn đã quen Nhân Nhân từ 7-8 năm trước. Hồi đó cô bé mới là 12-13 tuổi. Nhưng nhiều năm qua, cơ thể cô bé không thay đổi, thậm chí ánh mắt vẫn thơ ngây như xưa. Khương Tuyết cười khổ gật đầu, nàng nhìn Nhân Nhân thở dài rồi nói. Ta không rõ rốt cuộc là chuyện gì, nhưng đúng là mấy năm nay nó vẫn như vậy. Hơn nữa ta cũng cảm thấy nó có gì đó khác thường. Lâm Động cười với Nhân Nhân rồi bảo cô bé lên đỉnh núi đợi, rồi nói với Khương Tuyết. Con bé là luân hồi giả. Luân hồi giả? Thế không phải sau này Nhân Nhân sẽ bị ký ức khác xâm chiếm sao? Khương Tuyết nghe thấy thế sắc mặt thay đổi, hiển nhiên nàng cũng nghe tới luân hồi giả. Lâm Động lắc đầu. Còn phải xem trước khi luân hồi, cô bé có lai lịch thế nào đã. Theo lẽ thường thì chỉ là cường giả luân hồi cảnh, luân hồi sau khi thất bại vượt 1-2 tầng luân hồi kiếp thì ký ức hiện tại mới chiếm chủ đạo. Nhưng nếu tương tự băng chủ thì quyền chủ đạo cơ thể là ai chưa biết được. Thế người có biết trước khi luân hồi nó là ai không? Khương Tuyết hỏi. Lâm Động lắc đầu. Thường thì chỉ cần vượt qua một tầng luân hồi kiếp và nguyên thần không bị trừ bỏ hoàn toàn thì có thể chuyển thế luân hồi ý vào trong luân hồi. Đương nhiên, dù vào luân hồi nhưng rủi ro linh tinh bị diệt. Vì thế, chỉ cần không phải là vạn bất đắc dĩ thì cường giả đỉnh phong không chọn đường này. Thời viễn cổ cũng không ít cường giả đỉnh phong thuộc tầng thứ này, dựa vào một đạo luân hồi ấn thì không thể nhận ra điều gì. Nhưng nếu chỉ là cường giả vượt qua 1-2 tầng lôi hồn, 1-2 tầng luân hồi kiếp, với Nhân Nhân mà nói có khi lại là việc tốt.
Lúc này Lam Động đáp xuống đỉnh núi, nhìn thân ảnh bọc bởi ma khí nay hiện nhìn khác với trước kia. Trước toàn thân hắn ta chỉ có xương nhưng giờ đã có da thịt, tuy vẫn gầy gộc nhưng có hình người. Điều khiến Lam Động kinh ngạc là trong mắt thân ảnh đó dường như có tàn niệm ngưng tụ. Nghĩ niệm này dù thế nào đi nữa cũng có điểm trừ, đó là bảo vệ. 3 năm nay, những tàn niệm phiêu đáng trong không gian này dùng nhập vào cơ thể hắn. Hiện tại hắn có chút kỳ lạ, nhưng cũng không rõ rốt cuộc hắn là gì. Khương Tuyết khẽ nói. Lam Động gật đầu, xem ra Đại Hoang Tông có cả làng đoàn kết rất lớn. Những đệ tử này dù chết bao năm, nhưng chấp niệm bảo vệ tông phái của mình rất lớn. Vẫn còn. Còn người bảo vệ chính là người ngừng tụ từ ý chí bọn họ. Lam Động thầm cảm thán, cảm giác giống như là ở Đạo Tông. Hẳn là nếu Đạo Tông bị diệt, địa vực đó cũng sẽ có vô số tàn niệm của đệ tử bảo vệ tông phái. Gào, rõ ràng thân ảnh lúc này rất đau đớn, tay đấm mạnh lên ngực, gối quỳ xuống đất, ánh mắt mông lung nhìn không gian với sự đầy quyến luyến. Này, ngươi sao thế? Nhân nhân lúc này nhìn thấy lo lắng nói. Trong cơ thể cô bé không ngừng tỏa ra ánh sáng bao trùm lấy hắc ảnh tịnh hóa ma khí. Lam Động trong ảnh tay nắm lại, lôi đỉnh nan tỏa trong lòng bàn tay mang theo thứ năng lượng cuồng bạo mà thuần túy. Lôi quang tụ thành quả cầu lôi điện bắn thẳng lên người bảo vệ, thanh âm lộ tanh tách vang lên, ma khí lan tỏa bị diệt trừ hết. Ma khí bị đẩy lui, sự đau đớn trong mắt người đó giảm dần, linh trí tạp loạn ngưng tụ, hắn cúi gập người trước Lam Động. Lam Động đưa tay ngăn lại. Năm đó ta được người trừ bỏ lời nguyền Niết Bàn Đan, nay chỉ là báo đáp. Người bảo vệ tuy có linh trí nhưng hiển nhiên không được rõ rệt, hơn nữa hắn cũng không nhớ được những việc trước đây. Dù gì hắn hiện tại là ngưng tụ từ rất nhiều tàn niệm, không phải người cũng chả phải xác chết, hoàn toàn khác với trạng thái người chết sống lại của phẩm thiền lão nhân trước đây. Lam Động hiểu được điều đó cũng không nói gì nhiều, ánh mắt lạnh như băng nhìn xuống mặt đất đầy ma khí cười khẩy. Ma khí trong người hắn rất cường thịnh, hơn nữa lại không có nguồn gốc, chỉ dựa vào nhân nhân áp chế không phải kế hoạch lâu dài. Trừ cỏ phải trừ tận gốc, muốn giải quyết được vấn đề phải trừ bỏ được thứ ẩn tàng bên dưới kia. Lam Động có được thôn vệ tổ phù ở đây, cũng vì thế hắn mới có thành tựu ngày hôm nay. Vì thế tính ra Đại Hoang Tông coi như là có đại ân với hắn. Này, họ đã chết nhưng mà ý chí cũng không được yên bình, lòng không khỏi phẫn nộ. Cô lương bảo vệ nhân nhân. Lam Động nói với Khương Tuyết, nàng gật đầu tới cạnh nhân nhân kéo cô bé. Ta muốn xem suốt cuộc thứ gì đang tắc quái. Lam Động cười khẩy, chỉ thấy lôi vần hội tụ, lôi đỉnh nhấp nhánh bao trùm cả không gian. Huỳnh huỳnh, vô số tia sáng sét đánh điên cuồng xuống đất, sức mạnh cuồng bạo lan tỏa, ma khí lan tràn khắp trời đất, bị sấm sét quét sạch sẽ. Nhưng dù vậy mặt đất vẫn không có bất cứ động tĩnh. Cũng nhẫn nhịn được giỏi nhỉ. Lam Động cười khẩy, tay búng một cái, chỉ thấy một đạo lôi đình vạn trượng lao xuống, cuối cùng hoành kích trên mặt đất. Ầm, cả không gian rung chuyển dữ dội, mặt đất tách ra một cái khe sâu hun hút, bao trùm cả một đường màu đen kịt, dường như có khí tức tà ác tới cực điểm cuộn trào. Mặt đất tách ra, sắc mặt Lam Động lạnh như băng. Hắn lại điểm tay, chỉ thấy lôi đình chuyển hướng, đánh xuống khe sâu như vũ bão. Vút, lần này cuối cùng thì lòng đất có động tĩnh. Lam Động thấy ma khí ngập trời tràn ra từ dưới đất sâu, chống lại hết lôi đình cuồng bạo, không nhẫn nhịn được nữa đúng không? Mau cút ra đây. Lam Động thấy dị ma cuối cùng cũng có động tĩnh, lôi quang lóe trong mắt, bàn tay giơ lên chỉ thấy lôi vần cuồn cuộn cuộn trào lôi đình hội tụ. Cuối cùng lôi vần tan đi, nhưng cùng lúc đó là một cái vầng mặt trời bằng sấm sét hiện ra. Lôi đỉnh đáng sợ cùng với tiếng sấm kinh thiên động địa vang vọng khiến không gian rung chuyển. Đi. Ánh mắt Lam Động lạnh lùng, tay còng búng lại một cái, chỉ thấy vầng mặt trời kia rơi thẳng xuống hố sâu, đi tới đâu không gian cháy rực tới đó. Hừ, từ sâu dưới đáy vọng lên tiếng hừ lạnh, ma khí trào sang biến thành một cái đạo quang bàn khổng lồ to tới vạn trượng. Rầm, vầng mặt trời rơi xuống quang bàn, hai luồng năng lượng đáng sợ đến cực điểm bùng nổ khiến cho hố sâu này đã lớn còn tách thêm ra những đường rạn nứt, hình mạng nhện khổng lồ phủ đầy mặt đất, lôi quang cuồng bạo chớp chới cả không gian. Rắc, trên quang bàn ma khí cuối cùng xuất hiện vết rạn, bùm một tiếng nổ tung, như ngay kế một bàn tay ma khí thỏ ra đánh tan vầng mặt trời sẫm sét. Bùm bùm, chỉ là khi ấy lôi đình lực vẫn khiến cho bàn tay mang đầy thương thể, sức mạnh lôi đình tổ phù vốn cuồng bạo công kích cường hãn vô cùng, kẻ kia muốn nghênh chiến đừng nhìn chịu thiệt thôi. Người lại có lôi đình tổ phù sao? Từ sâu bên dưới có giọng nói lạnh lùng vang ra, ma khí cuộn trào, cuối cùng một thân ảnh bước ra từ đám ma khí. Lam Động nhìn thân ảnh ngày một rõ, cuối cùng hiện ra gương mặt tuấn giật nhưng trắng bệch tới quỷ dị,
đồng thời lên tiếng cười lạnh vàng. Người nắm giữ thôn vệ tổ phù trước đã chết trong tay bản điện, không ngờ hôm nay người nắm giữ thôn vệ tổ phù đời này lại chết trong tay ta. Xem ra bản điện thật là khắc tinh của các ngươi.